Nhận định Burnley với Wolverhampton Wanderers. Dự đoán ngày 22 tháng 12, tình thần của các cầu thủ Wolverhampton Wanderers đang lên cao khi họ vừa giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Chelsea ở vòng 13 diễn ra giữa tuần trước. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. So với mùa giải năm ngoái, Wolverhampton Wanderers đã không còn giữ được khí chất ngang tàng, hình ảnh đáng hy vọng của một đội bóng vốn dĩ chỉ thuộc diện trung bình, nhưng thách thức các đối thủ lớn như vài mùa giải gần đây đã không còn. Thay vào đó là phong độ tệ hại, bầy sói đã bị đánh bại tới 5 trận kể từ đầu mùa sau khi ra sân 13 vòng. Vị trí của Wolverhampton Wanderers đã bị tụt xuống đứng thứ 10 và không còn nhiều người tin vào khả năng tranh chấp tấm vé dự cúp châu Âu như mục tiêu ban đầu của họ. Hàng công yếu kém của Wolverhampton Wanderers là nguyên nhân chính khiến họ trượt dài với quá nhiều nỗi lo. Từ đầu mùa, đội khách của cặp đấu này mới ghi được 13 bàn, thấp nhất trong nhóm 14 đội dẫn đầu. Đó là thông số rất không tốt của Wolverhampton Wanderers. Trên thực tế, ngay cả thời điểm sung sức nhất, Wolverhampton Wanderers cũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Burnley khi cả 3 lần gặp nhau gần nhất chỉ biết đến hòa và thua. Thời điểm hiện tại, đội chủ nhà đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực so với giai đoạn đầu mùa. Burnley vừa liên tiếp bất bại cả 3 vòng gần nhất, điều mà họ chưa từng làm được ở mùa giải năm nay. Nếu tính theo chỉ số châu Á, Burnley trở nên đáng tin hơn rất nhiều với 5 trong 6 trận gần đây đều đáp ứng lòng tin của giới mộ điệu. Dự đoán tỷ số, Burnley 1-2 Wolverhampton Wanderers.